Chào mừng các bạn đến với chúng mình là Hypogaming đây. Và hôm nay mình sẽ bóc em HD WD Black 3 tb bài mua với giá trên mạng là 150.000 nha các bạn. Thì để xem em HD này sẽ hoạt động ra sao các bạn với giá cực kỳ rẻ này. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy dao và sẽ nó ra thôi nha các bạn. Đây. Đó, mình đã có dao. Đây là dao cháy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bóc nó ra nha các bạn. Mình xem mình để xem nó hướng nào trước đây, để banh cái hướng này ra trước nha các bạn. Đây này, đó, bây giờ mình sẽ xẻ thì một tí ra đây nữa. Đó. Bạn thấy gõ chưa ạ? Rồi cái này qua bên đây HDD WD Black 3 tb 64 MB nha bạn, đó uy tín với các bạn luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem WD Black 3 tb 64 MB của SATA 3 luôn nha các bạn. Đây bộ mặt của nó đây, nhìn còn khá là mới luôn nha các bạn. Thì em này mình mua là em 5.000 tơ một dòng nha các bạn, chứ không phải là bán hàng hai đâu. 5.000 tơ một dòng 64 MB và 3 TB, nó dung lượng khá là khủng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp nó vào máy và test quân cho bạn xem với nha. Ok, ok, thì bây giờ mình sẽ gắn ổ HDD WD Black 3 TB và em máy này nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gắn nó vào thôi. Rồi. Thì chúng ta sẽ gắn cái cổng data nó vào trước nha các bạn. Đây. Nó ngược lại mới đúng đó. Còn khi mình kịp luôn. Rồi, gắn cổng SATA nó vào. Ok, xong luôn rồi nha các bạn. Đơn giản dễ dàng luôn. Rồi. Giờ chúng ta sẽ tạm mở nó ở đây và mở máy là test nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ gắn dây nguồn nó vào. Bởi vì trước khi mà mình làm á, mình phải rút hết dây điện đã hết nha các bạn. Chúng ta giật tiết mũi các bạn luôn. Đề mai em gạt này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bật lên nha các bạn. 1, 2, 3 lên lên. Ok, bây giờ mình sẽ chiếu lên màn hình để cho các bạn xem ổ HDD này nha các bạn. Ok, ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tình trạng sức khỏe của em HDD 3 tb Black này nha các bạn. Ok, mình sẽ vào Crystal Info, this info này cho các bạn xem là tình trạng sức khỏe của nó là bad luôn rồi, là xấu luôn rồi các bạn. Nhưng mà nó chỉ bị lỗi cái ghi local và cái khuyên bình thôi nha các bạn, bị lỗi hai cái này, còn những cái còn lại á thì vẫn đọc vẫn còn rất là ngon, đó còn gọi là ok và tuyệt vời luôn. Rồi mình sẽ qua cái manager này và xem cho các bạn xem cái phần phụ của nó. Đây thì á, trước đó là cái em HDD này các bạn là nó không lên hai cái phần phụ này đâu, mà mình phải dùng cái mã lệnh bên CMD á là disk, xong rồi mình chọn cái partition không này là disk không này đó các bạn, xong rồi mới liệt kê ca, xong rồi sau đó mình phải clean disk để cho nó khôi phục cái ổ này về lại ban đầu luôn. Rồi sau đó nó mới hiện ra lại bình thường như thế này à. Và sau đó mình mới phát hiện được là ổ này nó đã bị hư một cái phân vùng 1TB trước đó, 746GB trước đó. Đó là nó bị hư ổ này rồi nè các bạn. Và mình sẽ nhắc cho các bạn xem luôn. Đây các bạn thấy không? Nó không có new symbol volume. Còn bên đây thì có new symbol volume bình thường và có volume bình thường luôn. Đó, vậy là chứng tỏ được rằng là em này đã bị hư 746GB trước đó, 746GB ở phân vùng trước, và cái vùng này vẫn còn dùng được bình thường nha các bạn. Thì đây cũng là một cái thế mạnh của HDD luôn nha các bạn, so với SSD. Nhưng mà SSD của bạn một khi mà tuổi thọ xấu á mà còn bị lỗi đó là auto hư luôn, chắc chắn luôn. Lúc đó các bạn phải backup lại dữ liệu liền qua HDD.
HDD á, nó là kiểu là từng cái vùng vùng các bạn, là nó lỗi từng cái vùng vùng, ví dụ đi cái vùng vùng chỗ đó bị lỗi đi thì nó chỉ bị lỗi chỗ đó thôi, còn mấy chỗ khác hoạt động vẫn bình thường, vẫn rất là ngon lành cành đào luôn đó. Thì á vùng vùng của em HDD này bị hư một cái vùng vùng 1 TB rồi, thì bây giờ còn 3 TB, còn còn 2 TB còn lại vẫn còn dùng bình thường nha các bạn. Đây 2 TB uy tín với các bạn luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần test tốc độ của em nói nha các bạn. Crypto Disk Deepmark. Yes. Rồi mình sẽ test tốc độ của em nó luôn. Quay nha bạn 2 TB. Rồi. Bây giờ để cho chạy nha các bạn. Hẹn các bạn 10 phút sau. Ok, sau 10 phút đọc thì chúng ta đã có được kết quả. Tốc độ đọc của em HDD này là 153 MB và tốc độ đọc ở dưới đây cũng vậy luôn. Và tốc độ đọc file nặng 4K nha các bạn là 0.6 MB và nặng nhất, và tốc độ đọc file nặng nhất là 0.6 MB luôn nha các bạn, nhưng mà này nhỉnh hơn chút, nhỉnh hơn 3 Kbps. Và tốc độ ghi của em ấy chỉ có 10.9 Mbps thôi nha các bạn, khá là thấp luôn. Và tốc độ ghi file nặng của nó cũng có 0.58 các bạn, tương đồng với hai với cái bên đây luôn nha các bạn, tương đồng với cái đọc này luôn. Nhưng mà cái tốc độ ghi của trên file nhẹ nè, hai cái file nhẹ nè thì lại rất là thấp, còn á đọc rất là nhiều luôn. Đó, đọc rất là nhanh nhưng mà ghi rất là thấp, mình cũng hiểu luôn. Thì đối với một cái ổ HDD 3 TB mới đắt mà chỉ có giá 150.000 mà mình mua trên mạng á, cái này là ok lắm rồi các bạn ơi. Nó vẫn còn dùng được 2 TB còn lại là ngon lắm rồi, không cần phải đòi hỏi nhiều trên tầm giá này nha các bạn. Trong tầm giá này mình khẳng định với các bạn không có cái ổ nào mà 2 TB mà HDD Black mà ngon như thế này đâu, nó hiểu với các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tới phần cấp em nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cấp game GTA 5 nha các bạn, từ ổ HDD Blue 500K của bên này qua bên HDD Black 2 TB này nha các bạn. Rồi cấp nó qua thôi. Ok, và các bạn để nó nha. Rồi tốc độ đọc ban đầu nó rất là nhanh luôn nha các bạn, nhưng mà từ từ nó sẽ tụt xuống, nó sẽ chuyển qua ghi. Bây giờ hiện tại bây giờ nó đang ghi đó các bạn. Ok, thì sau 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng em này cũng đã đọc xong rồi nha các bạn. Từ 9 giờ mấy mà bây giờ đã là 11 giờ 6 phút luôn rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào game và test cho các bạn xem luôn nha. Ok, trễ quá rồi. Thì trong 2 tiếng đó thì đố các bạn mình làm cái gì luôn. Là mình làm xong hết đống bài tập luôn rồi, là nó mới xong á. Rồi, chạy game thôi. Ok, let's go. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đã vào game rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi game thôi. Let's go. Các bạn cũng sẽ biết là nguyên do dựng là từ nguồn luôn. Tất cả đều nguồn hết. Còn HDD mình là mình thấy ổn đó các bạn. Thì sao? Vì HDD này nó chỉ bị cái là ghi đọc nó thấp thôi. Còn cái tốc độ đọc của nó thì vẫn nhanh nha các bạn. Vẫn chuẩn của HD 6 từ Mecat nha. Nó chỉ bị cái ghi thôi. Mà bây giờ mình chơi game á là nó sẽ chuyển qua tốc độ đọc chứ không phải tốc độ ghi như hồi nãy nữa nha các bạn. Muốn cày giật. Do nguồn mà mới làm cho cái máy này bị nén hiệu năng nữa các bạn. Bị nén hết bả 75% hiệu năng luôn chứ không phải là 50% hiệu năng nữa. Đối với anh kẹt là bị nét hết 75% hiệu năng luôn nha các bạn. Vậy mà đắt áp bụng bún là mau chứ. Mà lái xe vẫn được, vẫn ngon. Đúng không các bạn? Rồi. Rồi. Hát đây giá rẻ mà các bạn, phải chịu thôi. Một chiếc con voi mà toàn tông chết người không, thế là toàn tu người.
Rồi nó lắc kìa các bạn, mình lại nhấn Enter luôn rồi đó. Tức là con này vẫn ổn nha các bạn, vẫn rất là ổn luôn. Là do là con người lỡm thôi, chịu rồi. Thì sắp tới chắc mình đổi đổi nguồn nha các bạn, đổi qua nguồn 4 trong quá cũng thích thuật. Chơi cháo phê. Má ơi nó giật rồi các bạn. Mà lấy xe vẫn chiêu nha, vẫn phê lắm nha các bạn, chứ phải chuyện đùa. Setting mình để giống cũng giống như trước thôi, là Full HD và Max setting. Ủa, hai setting thôi chứ chưa phải là Max nha các bạn. Tuy là con càng này dư sức kéo Max nhưng mà do con nguồn thôi. Con nguồn kéo được 35% hiệu năng của con GTX 660 à, bởi vì nó yếu xìu các bạn. Mà chưa mà còn sụt lên sụt xuống nữa các bạn. 35% không phải là đứng yên 35% đâu, mà nó còn tụt xuống 0%, 1%, 10%, trời ơi. Đúng là nguồn công suất ảo. Nó ảo thiệt. Nó làm cho kẹt mình nó ảo luôn. Ôi, tội nghiệp con cạn này quá các bạn ơi. Bên này hết bà 75% hiệu năng luôn rồi. Trời ơi, nó cạn giật hạng cầm mưa. Toàn, 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 toàn. Mà thấy là cái HD này nó đâu còn bị tình trạng mà lát mắt không kịp đâu, đúng không các bạn? Đó, chuẩn cái tốc độ đọc mà mình mong muốn luôn của một con HDD luôn rồi đó. Chuẩn luôn rồi đó các bạn. Lái những gì luôn thở thổi tiếp HDD Black mà chuyên game luôn rồi các bạn, vì nó phải khác chứ, phải khác cái HDD Blue mà còn 16 MHz đúng không? Đúng rồi các bạn, tất nhiên phải khác rồi. Gấp chưa các bạn, lắc mà vẫn lái được đó, vẫn gọi là đỉnh chứ. Lấy chiếc con voi này trong GTA 5 đúng đã luôn các bạn, bánh nó viết đúng đã luôn á. Các bạn thấy viết phê không? Thôi chơi nó mắc cười lắm luôn đó các bạn mà trong tình huống như mình á, thề luôn, đúng mắc cười luôn, buồn cười vãi đái. Ôi, cái gì cả mưa má ơi, lạy do nguồn rồi chắc luôn rồi, đổi nguồn cái lần khác liền luôn đó các bạn, liền luôn. Thôi mình test game đến đây thôi nha các bạn. Rồi bây giờ thì ok, nếu như các bạn thấy video này, nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment dưới cho mình nhé. Và nếu như các bạn có mở thóc về máy tính hoặc là các bạn câu hỏi gì về máy tính thì các bạn cứ hỏi mình sẽ trả lời hết cho các bạn luôn nha. Và nếu như các bạn muốn làm tiếp tục là cái series mà test đồ giá rẻ trên mạng, hoặc là các bạn muốn mình test những cái bộ giá rẻ trên mạng, các bạn cứ comment phía bên dưới cho mình sẽ đọc và tin cho các bạn nha. Ok, bye bye các bạn.